Kính thưa quý vị, bài Thu Đã Cuối được Đức Thầy viết vào ngày 30 tháng 9 năm 1940 tại nhà thương Chợ Quán, do thực dân Pháp dời Đức Thầy từ Cần Thơ đến nhằm mục đích ngăn cản sự truyền đạo của Đức Thầy, không cho Đức Thầy tiếp xúc với tín đồ và mọi người. Nội dung chủ yếu của bài thơ là nói lên nhiệm vụ chấn hưng Phật giáo của Đức Thầy phải chịu nhiều tang thương biến cải, và Đức Thầy kêu gọi mọi người phải đoàn kết, quay trở lại tu cho chúng bổn gốc giáo lý chân truyền của Phật Tổ Thích Ca để được dự hội xem đời, cứu được cứu quyền thất tổ, vân vân. Còn ngược lại không tu hoặc tu sai thì đến ngày lập hội phải chịu nhiều đau khổ đọa đày, vân vân. Ta thấy phải chi Đức Thầy canh tân Phật giáo thì quá dễ, vì canh tân Phật giáo là đổi mới, chỉ ra phương pháp tu phù hợp với tâm niệm chúng sanh, phù hợp với thời đại, thì ai mà không thích, ganh ghét thầy làm gì. Nhưng ngặt chân lý thì bất sanh bất diệt, chân lý không thay đổi theo tâm niệm chúng sanh, không thay đổi theo thời đại, và cũng không thay đổi theo không gian và thời gian. Cho nên Phật giáo chỉ có chấn hưng, không có canh tân. Vì chấn hưng Phật giáo là trở về tu theo bổn gốc, nên Đức Thầy phải nhắc lại những lời dạy của Phật Tổ Thích Ca ngày xưa cho mọi người tu trúng pháp để đắc quả. Làm như vậy thì sẽ đi ngược lại với đa số những người yểm cụ nghinh tân, những người tu lầm lạc, tu theo thần tú mà tưởng mình đang tu theo Phật Tổ Thích Ca, nên họ ghét mà tìm cách hại thầy và tín đồ. Cho nên Đức Thầy cho biết trước việc tương lai để họ có hướng mà lựa chọn, qua câu: Trời đà sắp đặt ly kỳ, tới ngày trả quả âm ỉ biết bao, thọ cho kẻ khát khao đạo đức, danh thánh tài thơm rực non sông. Theo đồi học cổ của ông, nguồn văn kêu gọi người đồng tâm tu. Được các đồng đạo sau đây: Hai Lộc, Bé Tám, Long Hồ, Quỳnh Đông, Úc Diễm diễn ngâm. Kẻ đơn băng ngàn đơn nghĩa đơn đề
Lực
ở khu vọng già, đánh thân bốn phương chống Phật giáo học đường, dưới trên hòa thần chọn đường quy nguyên. Yeah.
ngọn bạch thấy trong ngần mắt mẹ một gửi vào đâu kẻ chúng sinh. Thần thông phép Phật muôn nghìn, cõi lành nắm chặt ức mình thành thơi. Nay tăng sĩ có lời kêu gọi dùng tinh thần chống chọi quỷ tàn, đừng cho chúng đến gần ta. Nhân sanh còn hỡi ngà ngà giấc say. Phật tiên thánh muôn loài vàng như vật cùng mê ở trong hoa đất như dựng gầy xeo thân nhẹ tách như đường mây trầm luân quan nghệ càng gây thêm hoài. Ta chỉ giống tầm đài nguyệt kiên cho dương trần rồi chuyện sai lầm địch nữ thần dẹp hết chư tà tâm quần lai bộ mi tắc thần khâm mà quỷ nhường bỏ cái tánh tự lường tự trọng giống cuộc đời cái cũng theo hình tu hành đâu kể dục dinh ta người con mang
sớm rửa lòng bận nhân. Để ma bệnh theo họ bên con thần chết kia ôm hôn bên mình, đau lành sao lại chẳng tính, dầu cho thông thái cũng dình cốt xưa. Cùng lúc ngày thường đây xuống trần, ngoài đời nghe tiếng chuông trở về nơi cũ cho gần Phật Yeah.